Thưa quý vị, Liris là trận mưa sao băng nhỏ diễn ra trong khoảng từ 16 đến 25 tháng 4 hàng năm. Và theo thông tin từ Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, khoảng nửa cuối tháng 4 năm nay sẽ là thời điểm mà người dân Việt Nam có thể quan sát thấy các vệt sáng của mưa sao băng Liris. Nếu thời tiết thuận lợi thì đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23 tháng 4 sẽ là lúc lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng này. Liris được coi là một trong những trận mưa sao băng cổ xưa nhất. Trên thực tế, đây là trận mưa sao băng nhỏ. Ngay cả với điều kiện thời tiết tốt và các vùng có điều kiện khí quyển ít ô nhiễm thì cũng chỉ có thể thấy không quá 20 sao băng mỗi giờ. Các sao băng đa số không quá sáng và rõ nét. Mặc dù vậy, nếu có vị trí quan sát lý tưởng cùng một bầu trời đủ trong, chúng ta vẫn có cơ hội nhìn thấy một số vệt sáng khi nhìn lên bầu trời đêm vào cực điểm của hiện tượng này. Thực tế, chúng ta có thể quan sát hiện tượng này trong mọi đêm từ ngày 16 đến ngày 25 hoặc 26 tháng 4. Nhưng số lượng sao băng ở các ngày lân cận sẽ ít hơn vào giai đoạn cực điểm. Thời điểm lý tưởng nhất để quan sát mưa sao băng Liris là vào rạng sáng ngày 23 tháng 4 tới đây.